Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đăng, nhân viên kỹ thuật bên linh kiện AT. Hôm nay tiếp tục series về MOSFET thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số sản phẩm MOSFET nữa của một số dòng như là IGFZ, IXTQ và một sản phẩm dòng K. Thì đầu tiên vào thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là hai sản phẩm của dòng series IGFZ. Đầu tiên đây là là sản phẩm IRFZ 24N. Quý vị có thể nhìn thấy sản phẩm IRFZ 24L, bên phải là sản phẩm IRFZ 46L. Đây là mặt sau của cả hai sản phẩm. Con 24L và con 46L có ngoại hình tương đối giống nhau. Nếu mà không để kỹ thông số chúng ta có thể khó mà phân biệt được. Đây, hai sản phẩm bên mình hiện tại hai sản phẩm đều đang còn hàng. Một sản phẩm có kích thước khá lớn trong video ngày hôm nay đó là một sản phẩm cũ tháo máy của series IXTQ. Đây là mang số hiệu là IXTQ52N30. Nhìn thấy IXTQ52N30P. Đây là mặt sau của nó. Đây là một sản phẩm tháo máy quý vị nhé. Sản phẩm của tháo máy này thì bên mình đã kiểm tra và đảm bảo sống 100% và vẫn được bảo hành bình thường quý vị nhé. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là hai sản phẩm dòng K. Đầu tiên là con K10A60D. Quý vị có nhìn thấy ngoại hình của con K10A60D ở trên màn hình. Đây là một sản phẩm mới. K10A60D. Và bên phải là con K15A60D. Hai sản phẩm dòng K. Quý vị nhìn thấy ở trên màn hình. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn là 5 sản phẩm hiện tại bên mình đang cung cấp. Lần lượt là con IGFZ24, IGFZ46 và sản phẩm tháo máy có kích thước khá lớn này là con IXTQ52L30 và hai sản phẩm của dòng K là con K10A60D và con K15A60D. Thì cả 5 sản phẩm này bên mình hiện tại đều đang còn hàng. Nếu mà quý vị có nhu cầu muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho nhân viên của linh kiện ST để nhân viên bên mình có thể hỗ trợ đặt hàng cho quý vị. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về từng sản phẩm thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.